xin chào tất cả các bác. Và hôm nay một buổi chiều của ngày 23 tháng 9 năm 2023, thì trung tâm kết ghép lên một cấu hình trước mặt các bác, gồm là 4 dòng sản phẩm rất phù hợp với các bác nào có không gian phòng khách rơi vào tầm khoảng độ 25 m² quay đầu các bác nhé. Với một trong những cấu hình nó rất nhẹ nhàng và nó đưa ra những chất âm rất là tách bạch, chân thực và rất là ngọt ngào. Với cấu hình này thì với cặp loa này thì nó đưa ra những chất âm nó không mạnh bạo như những dòng loa phun. Dạ vâng, không mạnh bạo bằng những dòng loa phun, nhưng nó sẽ đưa ra những chất âm rất là hay, rất là ngọt ngào, phù hợp với các bác nào yêu mến những bản nhạc không lời, những bản nhạc bolero trữ tình, hoặc là các bác hát karaoke nhẹ nhàng rơi vào khoảng độ 25 m² phòng khách, thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời để cho các bác lựa chọn. Và xin mời các bác đi theo em để tìm hiểu chi tiết từng dòng sản phẩm một các bác nhé. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên thì đó là một em đẩy hàng bãi đến từ thương hiệu Anh Quốc với mã DK Đan Kinh LA600 chạy bằng mạch NA. Chạy bằng mạch NA đạt công suất là 600W trên một kênh. Dòng này nó sẽ quại được một cặp 40. Một cặp 40 nhá, full 40, hoặc các bác có thể sử dụng là 4 quả mắt 25 là ok, căng đét nhá. Dòng này nó chạy bằng 28 sò Toshiba và chạy 4 sò bố áp, chạy bằng chế độ 8 ohm và có cả chế độ 4 ohm các bác nhá. Nó là đánh đầy đủ những tính năng để các bác ăn chơi, đưa ra chất âm rất là tuyệt vời. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang số đến từ thương hiệu CAF với mã là X1000. Dòng này nó đưa ra chất âm rất là hay, echo, rẻ vợt. Và ở đây thì trung tâm đã đưa ra là cài đặt 4 chế độ. Chế độ hát echo rất mượt mà, chế độ hát rẻ vợt và chế độ echo cộng rẻ vợt. Một chế độ giữa là chế độ nghe nhạc các bác nhá. Đấy, mình thích chơi chế độ nào thì mình bấm, chỉ bấm trung tâm cài đặt sẵn sàng rồi, các bác chỉ việc về chơi. Sản phẩm thứ ba đó là một đầu mic không dây của TG Acoustic với mã M12 Pro. Đây là hàng thanh lý được của một bác ấy nâng cấp lên. Đấy, thì thanh lý cái con TG M12 Pro này. Và dòng này thì như các bác đã biết, nó rất là tuyệt vời, hát rất nhẹ và bay. Sản phẩm cuối cùng đó là một cặp loa hàng bãi V3 HS101, sử dụng bằng một bát 25 và hai chung hai chép. Dòng này thì ở những video trước thì trung tâm đã tháo ra để các bác chiêm ngưỡng bên trong rồi. Đặt công suất là 150W, công suất thật các bác nhé. Đấy, và tiếng nó rất hay, nghe những bản nhạc hay tiếng bass đánh nó rất là tròn tiếng, nghe rất đã luôn, đặc biệt là nhạc trữ tình. Và bây giờ thì trung tâm sẽ mở một bản nhạc có lời để các bác nghe đánh giá chất âm nhá. Các bác nào có tai phone thì hãy đeo tai phone vào để thẩm âm. Với một cấu hình trước mặt các bác trị giá chỉ có 17.500.000. 17.500.000 là các bác sở hữu toàn những hàng xịn sò. Nhạc lên các bác nhá, nhạc lên này. Thank you.
bóng dàn thọt thò nhìn sang lén lén tìm nhau như ấm câu hò đưa đầy nghe tình mình sang và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm với một câu hình karaoke chỉ có 17.500.000 giá đã bao ship toàn quốc và các bác ở cách cho trung tâm thị trấn Vĩnh Trụ ở Lý Nhân Hà Lam 100 km thì trung tâm sẽ đến tận nhà để set up cho các bác nhé, chỉ có giá 17.500.000 và các bác được nhận được sở hữu với một câu hình karaoke mà nó là toàn những chất âm, toàn những hàng cao cấp, hàng rất là đẹp kết ghép với nhau để đưa ra chất âm rất hay cho các bác nhé. Thư xanh anh nén trao em, biết bằng
với các bác rồi. Với một câu hình karaoke này, nó không đưa ra những chất âm bạo lực, nhưng mà đưa ra những tiếng nhạc chất âm rất là êm tai, rất ngọt ngào. Và các bác nào cũng muốn sở hữu với một câu hình karaoke trước mặt các bác, trị giá chỉ có 17.500.000, giá đã được ship toàn quốc. Và 100 km thì trung tâm sẽ đến tận nhà các bác để lắp đặt. Các bác nào quan tâm thì alo cho bên Phạm Biết Audio với số điện thoại 0325 004 686, địa chỉ tại thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Cuối cùng xin được chúc các bác nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.